cô nè. Thầy đón các bạn nhỏ này đi nhà trẻ. Xuất phát nào. Chào, lên xe đi nào. Tớ ngồi ở chỗ nào bây giờ nhỉ? Phải thắt dây an toàn vào. Cảm ơn. Miu Miu đã lên xe rồi. Xuất phát. Bến tiếp theo là siêu thị. Hãy di chuyển vô lăng và điều chỉnh tốc độ nhé. Đèn đỏ dừng lại và đèn xanh thì được đi qua. Phòng phẩm và cặp sách nào. Ok. Hãy chọn xe đẩy hàng. Nếu muốn đi nhà trẻ thì cần phải có những thứ này. Hãy cùng tớ đi tìm nhé. Chăn, đúng rồi, hộp bút. Vẫn chưa thể mua hết các đồ cần thiết. Nước rửa tay. Vở. Cốc nước. Gối. Cái này không. Gối. 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 Cái này không phải là cái tớ định mua. Gối. Cặp sách. Xong hết đồ rồi, hãy lên xe đi nào. Hãy di chuyển vô lăng và điều chỉnh tốc độ nhé. Baby Bus, xin chào. Guru, xin chào, lên xe đi nào. Tớ ngồi ở chỗ nào bây giờ nhỉ? Phải thắt dây an toàn vào. Cảm ơn. Juju đã lên xe rồi. Xuất phát, bến tiếp theo là hiệu chụp ảnh. Chụp ảnh rồi, cô giáo bảo chụp ảnh rồi mang đến nhà trẻ. Đi chụp ảnh nào.
chơi trò này rất phê luôn. Nếu muốn chụp ảnh thì phải mặc quần áo đẹp. Hãy chọn quần áo cho tớ nào. Hãy bật đèn ở trên lên. Hãy bấm vào máy ảnh để chụp ảnh nhé. Bức ảnh này đẹp quá. Hãy di chuyển nút màu đỏ và bật thay.
khoanh chắn lên. Baby Bus xin chào. Kiki xin chào, lên xe đi nào. Tớ ngồi ở chỗ nào bây giờ nhỉ? Phải thắt dây an toàn vào. Cảm ơn. Tất cả các bạn đều lên xe rồi. Xuất phát, bến tiếp theo là bệnh viện. Rồi, kiểm tra thân thể rồi đi đến nhà trẻ nào. Đi kiểm tra thân thể nào. Đo chiều cao và cân nặng. Miu Miu nặng 14 kg. Hãy ghi chữ số lên bảng. Đúng rồi, chính là cái này. Hãy đóng dấu vào trên chữ số. Miu Miu cao 83 cm. Hãy ghi chữ số lên bảng. Đúng rồi, chính là cái này. Hãy đóng dấu vào trên chữ số. Kiểm tra thị lực. Hãy di chuyển kính lúp và tìm xem bản mẫu ở đâu nhé. Sai rồi, đúng rồi, bạn đã tìm được bản mẫu rồi. Đúng rồi, bạn đã tìm được bản, bạn đã tìm được tất cả rồi. Thị lực của bạn thật tốt. Cảm ơn. Kiểm tra thính lực. Thử nghe xem tiếng con gì kêu ấy nhỉ. Sai rồi, hãy nghe lại xem. Ngon. Tra điện tâm đồ. Hãy thử sắp xếp theo các loại màu sắc giống nhau. Đúng rồi, chính là ở đây. Hãy bấm vào nút giống với màu sắc cơ thể. Sai, đúng rồi. Đã kiểm tra xong. Mạch đập bình thường. Kiểm tra thân thể xong, đi tới nhà trẻ nào. Hãy di chuyển vô lăng và điều chỉnh tốc độ nhé. Đã kiểm tra thân thể xong, đi tới. Đến nhà trẻ. Các bạn nhỏ ơi, học kỳ mới đã bắt đầu rồi. Hãy nhanh đến nhà trẻ Kiki Miu Miu. Trước tiên hãy xếp hàng nào. Hãy xếp hàng cho Trang Trang.
hàng chất. Yeah. Các bạn nhỏ ơi, hãy thử chào câu đi nhé với Baby Bus nhé. Baby Bus xin chào. Chào nhé, các bạn nhỏ. Hãy chơi vui ở nhà trẻ nhé. Khi nào học xong, tớ sẽ tới đón nhé. Đây là phòng học. Sau này các bạn sẽ học ở đây. Chúng ta cùng thử giới thiệu tên nhé. Cô là cô giáo Mimi. Tớ là Miêu Miêu. Tớ thích đọc sách. Tớ là Kiki. Tớ thích chơi với các bạn nhất. Tớ đây Trang Trang. Tớ thích bóng đá. Thích nhảy nhót. Kiki, Miu Miu, Trang Trang, Ruru, tất cả đều nhớ đúng không nào? Sau này tất cả sẽ trở thành bạn tốt của nhau nhé. Bây giờ chúng ta cùng thử trang trí phòng học nhé. Hãy treo lên tường những bức ảnh mà bạn ưa thích. Chơi, hãy chọn những món đồ chơi ưa thích nhé. Chơi trò chơi nào. Thú vị quá, đợi nào. Nãy giờ mình im lặng mình chơi nghiêm túc luôn mà. Ôi, đứng im đó. Mọi người ơi, bây giờ tôi muốn kết thúc chơi như lần trước mà mình quên nói kết thúc chơi, mọi người biết kết thúc hẳn luôn. Để cho mọi người biết tài năng của mình nhé. Ôi, quả bóng của tớ. Dọn tất cả đồ chơi mà các bạn đã lấy ra chơi nhé. Đến giờ ăn nhẹ rồi, chúng ta cùng ăn nào. Ăn nhẹ.
chọn đồ ăn và là những bạn nhỏ rất ngoan. Hôm nay các bạn thật là giỏi. Cô sẽ tặng các bạn một món quà là bông hoa đỏ. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Đến giờ đi về nhà rồi. Baby Bus đang ở ngoài cổng. Các bạn nhỏ về nhà nhé. Yeah. Anh Thắng, em được biết rằng anh mới lấy con. Phải cẩn thận khi đi về nhà nhé các bạn. Tạm biệt cô giáo Mimi, tạm biệt cô. Bây giờ mình sẽ nói được. Baby Bus xuất phát, hãy đưa từng bạn một về tới nhà một cách an toàn. Hãy di chuyển vô lăng và điều chỉnh tốc độ nhé.
đã đóng cửa rồi. Ngày mai tớ sẽ lại đi đến nhà trẻ. Trang Trang đến rồi. Baby Bus xin chào. Trang Trang ơi, ngày mai gặp lại nhé. Baby Bus xuất phát. Hãy đưa bạn tiếp theo về nhà. Tớ đi về nhà đây. Ngày mai tớ sẽ lại đến nhà trẻ. Tối là Baby Bus. Miu Miu ơi, nhà trẻ đã mở cửa rồi. Hãy đi đón các bạn.